Dành cho anh, ông trời dẫn lối. Đi tới trước ông trời, miệng anh nhả khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong. Địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối Satan làm nó mắc cỡ. Không theo kẻ xấu, lũ quỷ không tha thứ. Họ tống anh đi vì anh là vết nhơ. Anh đã chọn lên thiên đàng ngồi sofa. Gác cái chân lên cái bàn coi phim ma. Thế gian hỏi quy, đi đâu lâu vậy? Thiên đàng thượng giới quy đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định. Cái xấu cái tốt do mình phân tính. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính. Thời gian là một cuộc hành trình. Đợt thấy thiên đàng nơi đây nguy nga. Ngàn mây bay bay trắng ngà. Từ xa thiên thần cất vài lời ca. Ông lý minh in cho la la la. Lên thiên đàng nè.